Share cái màn hình nha, cho nên anh chị sẽ thấy được là liệu là tôi có đang nhìn thấy các anh chị hay không. Tụi em xài điện thoại thì em có cần phải mở lên không thầy? Các anh chị để camera ở ngay vị trí bàn học của mình nha. Chứ lát nữa tôi không tính cho những người đang di chuyển rồi từ trong nhà đi ra ngoài phố rồi bla 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 đâu. Nên chú ý. 1 phút nữa nha. Không, mấy chục giây nữa thôi. Tôi sẽ chụp màn hình nào. Rồi, tôi chụp màn hình đây. Tôi không thấy hoặc là nó không đúng cái không gian cần mà tôi cần nhìn thì rất tiếc ha. Rồi, ok, xong rồi đó. Tôi có giao cái lớp anh là LT1, LT2, LT3 về anh Hải. Thứ Alo. ba này. Alo. Dạ là thứ ba này. Các anh chị Thằng em nhớ là tôi đó. cho anh chị 2 phút, cho nên nếu như cam hư thì cũng đã đủ thời gian để các anh chị vào bằng điện thoại rồi ha, không có thể nói những lý do đó với thầy được. Rồi, lớp chúng ta là lớp nào vậy anh Hải? Alo thầy, lúc LT1, nãy em LT2, LT3. lên thứ ba thầy. Lờ tới ba thầy ơi. Thầy lúc nãy em Alo. lúc nãy Thằng em em chưa đó lên thầy. LT3 rồi. alo. Dạ con điện mẹ nói mẹ mẹ alo mẹ nghe không? Rồi, tôi có giao một cái khá là nhiều thứ, đó là cái phần nộp bài ở trên hệ thống và giữa kỳ. Bao nhiêu người ở đây làm cả 2 bài? Mai mới nộp mà thầy. Làm sao ngày mai? Bữa trước khi mà tôi giao cho anh chị Ủa đi. là sao thầy? Ngày 21 này thầy, thế để ngày 21 này thầy, cho nên còn để 21 là chuyện của ngày 21, còn khi mà tôi giao đề tôi nói là ngày 21 bao nhiêu ngày cũng được. Alo. Lớp trưởng đâu? Sao bữa nay lớp trưởng giờ không trả có lời? em này. Và trước khi mà tôi giao bài về nhà tôi nói ngày bao nhiêu nào? Hôm nay này Vậy đi hả? Anh nào đi học thì sẽ biết được hả? Rồi. Đây, ngày 20 tháng 12 2021 kiểm tra giữa kỳ. Tôi cũng đã giao đồ án cho các anh chị rồi. Bao nhiêu người nộp ở đây? 45. Đâu ra cái số 21 anh nào nói vậy? Anh nào nói 21 gì vậy? Dạ, em tưởng em thấy trong đây nó còn là 23 giờ 56 phút với thầy, nên em tưởng là trong vòng ngày mai mới nộp thầy, nên em chưa nộp với thầy. Em tưởng là trong ngày mai mới hết hạn á, nên em chưa nộp, em làm rồi mà em chưa nộp mất. Em Rồi thấy rất tiếc còn 23 giờ 56 phút nó mới hết hết thời gian còn lại thầy. Ủa Đây là thầy, đem chụp hình em gửi lên cho thầy, em ở thấy nó đây nó để ghi trong đây chữ còn. no 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 anh khỏi chụp, khỏi chụp, bên tôi đã để là hết hạn nộp bài rồi. Ủa
do nên là thầy nó còn thời gian còn lại 23 giờ 56 phút này, em làm hết mà em tưởng trong vòng hôm nay tới này tối nay em mới gọi với thầy. No. Ủa, em có đi mà thầy, do là em thấy nó còn thì nhất 23 giờ. Có hai vấn đề. Một là khi tôi giao bài này tôi nói là ngày bao nhiêu? 20, đúng không? Thì anh cứ tuân theo ngày 20 đó. Còn cái thứ hai, cái thời gian hệ thống của bên anh thì tôi không có rõ. Nhưng mà hệ thống mà tôi nghĩ chắc có một mình anh thôi chứ cả lớp đều sẽ đang hiển thị là đã hết hạn nộp bài. Còn bên anh đã làm cái gì với cái thời gian mặc định ở bên góc bên tay phải này thì tôi không rõ nha. Rồi bao nhiêu người làm cả hai bài, giơ tay tôi xem. Ủa chút phải là mình làm hết hai bài luôn hả thầy? Thì biết đâu có anh nào đó làm một bài mà vẫn nộp ở trong đó thì sao tôi biết được, cho nên tôi vẫn cần cần kiểm soát chứ. 37, ở đây có 45 bài nộp. Dạ thầy ơi, em xin thầy xin phép thầy cho em nghỉ tiết đầu em đi test Covid được không ạ? Thì tôi nói với các anh chị đó, anh chị nghỉ môn học của thầy thì các anh chị cứ nghỉ đi, đúng không? Đâu có cần phải xin phép đâu. Bao nhiêu người đây? Có 38. Thì có 7 anh chị chỉ làm một bài. Vậy thì ai làm một bài đi cho nó quay trở lại. Ai làm một bài? Ngồi bấm nộp. Anh chị bỏ thế thế xuống đi các. Rồi, tôi hỏi lại ha, sinh viên nào chỉ làm một bài? Vậy có Đỗ Thanh Lâm, Nguyễn Đức Nam, Trần Minh Văn. Có cái bài hai thầy, bài hai chưa làm câu B thì Tôi biết đang sao thầy? rồi, nói chung bao nhiêu người chỉ làm một bài là hai anh Trần Minh Văn và Đỗ Thanh Lâm. Ủa vậy là sao? 38 người làm cả hai bài, hai người chỉ làm một bài, còn có 45 người nộp thì năm người còn lại vắng. Em làm hai bài thôi. Là sao? Ủa cái gì, có đang theo dõi tín hiệu của tôi tốt không? Giờ tôi hỏi câu rõ ràng mà ta. Là anh Đỗ Thanh Lâm là chỉ là một bài đúng không? Cộng với gọi như cái anh đi chia nhảy qua bên kia đi, là 38 và 39 vậy là 40. Vậy vậy 5 người còn lại là sao? Xem mày nộp ở đây coi. Tôi sẽ mở ra nha. Không bố trí thép trên mặt cắt dọc hả? Anh Đồng đâu? Dạ có em ạ. Ở bài này tại sao lại làm NCR theo công thức này? Trả lời đi anh. Alo, Lắng nghe thầy. anh trả lời đi, nhanh lên. NCR này tại sao làm được cái này, nhanh lên. Em làm theo cái bài mẫu thầy. Bài mẫu, tôi có 3 bài mẫu lận anh. Ủa, thầy không có nhiều thời gian đâu nha anh Đồng. Lại lại nửa dài hạn ạ.
là dài hạn gì là sao? Tôi sẽ để một dấu nốt đây nha các anh chị. Lưu ý tôi đã cho thời gian để làm bài, các bài sửa tôi cũng sửa rất là kỹ, tôi cũng đã trình bày rất là chi tiết, cho nên tôi không mong đợi là cái việc là cái bài này nó thể hiện anh chị chưa có học bài đâu ha. Bữa nay là ngày 20 tháng 12. Tiếp tục một anh nha. Phi đâu? Anh Phi đâu? Thầy hỏi là Lê Văn Phi đâu ạ? Anh Phi đâu ạ? Anh Phi vắng ha. Anh Phi có phải là hồi nãy anh xin đi Covid không? Không phải đâu. Rồi. Bỏ bài này đi. Anh Hưng đâu? Dạ có em hả? Rồi. Con số này đâu ra? Alo. Dạ em đang nghe thầy. Anh trả lời đi, anh đừng nó là đang nghe nữa. Dạ, anh nói cho tôi biết là con số đâu đâu đây. MT là moment quán tính. Moment quán tính. Hình như tôi đã từng cảnh cáo với anh chị một lần về cái tệ nạn rồi này mà ta. Tiếp nha. Ai xui đáng chịu ha. Anh Điền là anh nào? Em thầy. Anh Điền đâu rồi? Dạ em. Rồi bài này anh có vẻ khác lạ so với bài kia một chút. Tại sao anh lại chọn phim 10? Dạ tại em cách gì luôn ta. Em chọn
chọn ba cây phim 12 cũng được mà em thấy nó bị dư tiết diện nhiều quá thầy, dư sức chịu lực nhiều quá. Anh cứ nói đi ha. Dạ. Rồi sao nữa anh? Dạ dạ em nghe thầy. Anh trả lời đi nhanh lên. Chiều quá rồi sao nữa? Bài này mình làm mà. Dạ. Thì em cộng ba cái thép đó, cái ớt ớt chọn em cộng lại lớn hơn được cái ớt tính. Phi 10 anh nên làm là thép thép trơn hay thép vuông vậy? Dạ, em tra trong cái bảng này, trong cái bảng tra diện tích của phụ lục 18 này. Là thép trơn hay thép vuông? À, phi 10 là thép thép trơn này. Mà trước đó anh dùng thép gì để anh đi thiết kế? Với lại cái cây thép ở giữa của em á là cái thép thép tăng cường. Thép tăng cường nghĩa là tăng cho vui hả? Sao? Anh trả lời đến cứ trả lời đi nha. Thầy vẫn đang nghe đây. Chưa? Rồi thầy. Rồi là sao? Rồi cuối cùng cốt lại câu trả lời của anh là cái gì? Dạ. Ngồi để anh này đây ha. Trần Hoài Nam là anh nào đó anh? Cây việt hả? Em rồi. Trần Hoài Nam ạ. Dạ em. Rồi, chào anh. À, cái này là gì vậy? Dạ, cái đó là em có trong bài giảng thầy. Thì cái này là anh ghi cái nét gì đây? Anh như chép hơi vội hả? Phải không? Dạ. Chép của ai vậy?
Đó, cái đó trong bài giảng thầy em làm ra thầy. Ba ba một tám vì 30 tám vì 30 đó này, ý tưởng gặp nhau nhiều ha. Anh này thì không không làm tới luôn. Anh này là Đức Nam. Anh Đức Nam đâu anh? Dạ có em thầy. Này là sao? Từ số này anh làm gì? Từ con số này làm sao ra được con số này? Làm sao ra được cái này? Nhanh lên. Alo. Dạ em nghe nghe thầy rồi, cho xin nước rồi. Trả lời. Bài mình làm mà chờ gì nữa, nhanh lên lên. Trả lời. Ôi trời. Rồi, Nguyễn Đức Nam nha. Trời ơi, câu hỏi tụi nó rất đơn giản nha, hỏi cho vui á. Rồi, tôi phải tiếp. Rồi thôi, chúng ta cũng hết giờ rồi. Tôi sẽ thử bài. Nãy giờ thì có anh trả lời tôi là câu MT, tôi cũng thấy ngộ nghĩnh rồi đó. Đầu tiên á là cái câu đây cũng coi như ôn tập để đi thi cuối kỳ luôn đó nha. Đầu tiên là cái câu dầm. Đây.
Rồi. Rồi, chúng ta có một cái bài nó đang cho là tải trọng tính toán. Tải trọng tính toán tức là đã là tải trọng có xét đến cái hệ số cực tải rồi ha. Rồi, với cái lực tập trung như thế này, nhưng mà chúng ta lại có hai ý. Một á là người ta nói rằng là có xét đến trọng lượng bản thân nữa, và cái thứ hai là ta nói là trong trường hợp không xét đến trọng lượng bản thân thì cái giá trị moment và lực cắt, giá trị tính toán của dầm thì nó sẽ như thế nào. Thì đơn giản là cái gì, ở trong trường hợp của câu, thế cho nó câu câu A2 trước đi, A2 là câu dễ hơn, là không kể trọng lượng bản thân dầm thì chúng ta sẽ quan tâm một là tải trọng đó đó là có kể hay không kể trọng lượng bản thân dầm. Thì bài này nó kêu là cho tải trọng này và không kể nữa thì ok, lấy này làm luôn. Thứ hai, chúng ta phải xem thử rằng là cái tải trọng đó đã là tải trọng tính toán hay chưa. Thì đề bài này cho rằng là gì, đây là tải trọng tính toán và chúng ta sẽ làm luôn với cái tải trọng A2 này, đây tải trọng này. Thì với cái tải trọng đó thì biểu đồ moment đơn giản chỉ là gì ạ, đây một hình như thế này thôi, một lực tầm trung hai đầu ngàm, thì biểu đồ moment là như vậy, là giá trị đây là BL trên 8, tại đây cũng BL trên 8 và lực cắt là 20 và 20. Còn nếu như bây giờ cần phải xét đến cái trọng lượng bản thân dầm thì mình sẽ làm cái gì? Câu A1 ha. Thì mình đi tính trọng lượng bản thân dầm. Trọng lượng bản thân dầm thì chúng ta sẽ có được cái gì, đó chính là công thức đi tính trọng lượng bản thân dầm. Và nhớ rằng là mình sẽ đi tìm luôn cái trọng lượng tính toán luôn ha. Thì G sẽ bằng bằng gì nhỉ, là N nhân cho gamma bê tông, là trọng lượng riêng của bê tông, nhân B nhân cho H, với B là bề rộng dầm, H là chiều cao dầm. Thì chúng ta sẽ có N là cái hệ số vực tải của tĩnh tải. Thì đề bài cho là 1.1. Và thằng này sẽ là 25. Thằng này sẽ là 0. Tôi quên rồi. Đề bao nhiêu vậy? 25 thầy, 25 với 50 thầy. 25. Và thằng này sẽ là 0.5. Tôi sẽ ra được cái đáp án ở đây là 3.4375. Vậy là theo quy tắc thì chúng ta làm tròn ba chỉ số phục phân, 0.438 là đơn vị kilo newton trên mét. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ cái biểu đồ moment của riêng cái thằng này trước. Thì biểu đồ bây giờ chúng ta coi thử, đề bài nó không có cho tải phân bố đều, bây giờ thì chỉ còn một tải phân bố đều là cái thằng này thôi. Thì chúng ta vẽ hình tải phân bố đều ra. Cái đầu ngàm. Và chúng ta sẽ có được cái biểu đồ moment của chúng ta sẽ là, tải trước đi, tải với ta như thế này. Giá trị tại đây chỉ có một cái tập phân bố duy nhất là của thằng này thôi, G. Trong trường hợp này là G bằng 3.438 kN trên mét. Đó, cái này xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ biểu đồ moment cho nó ha. Thì vẽ biểu đồ moment thì chúng ta sẽ vẽ cái đường nằm ngang. Giá trị moment này anh chị có thể giải bằng sức bền hoặc là tra bảng luôn cũng được. Trong trường hợp này anh chị nên tra bảng luôn đi, chứ ngồi giải làm gì cho nó mất công ha. Công thức ở đây nó sẽ như thế này. Cái giá trị tại đây
sẽ là Q, G, nhân L mũ 2 trên bao nhiêu nhỉ? 12 thôi. Mình bấm luôn được cái đáp án. 10,314. 314 kN mét. Và tại đây sẽ là chỉ cho 24 thì sẽ là 5,157 thầy. 5,157 kN mét. Đó là biểu đồ moment và biểu đồ lực cắt của chúng ta, thì nó sẽ là một đường nằm ngang và một cái đường thẳng chéo qua. Rồi. Và giá trị tại hai cái đầu này bằng nhau và sẽ là CL trên 2, và đáp án sẽ là 10,341. 341 hả? 341. Rồi, đơn vị là kilonewton. Đấy, là chúng ta sẽ có cái hình này. Rồi chúng ta sẽ cộng với cái gì? Chúng ta sẽ cộng với cái hình của riêng cái tải lực tập trung này. Thì chúng ta sẽ có kết luận là gì? Chúng ta không cần phải vẽ chung một hình ha. Như vậy chúng ta sẽ có moment lớn nhất tại nhịp. M nhịp của chúng ta nó sẽ bằng 3.438, xin lỗi, 10.314 cộng cho 30 thì nó sẽ, xin lỗi, rồi 30 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 40.314, được không ạ? Đây, cái bóng bằng kilonewton mét. Rồi moment lớn nhất tại gối sẽ là bao nhiêu? Bao nhiêu anh chị? Nó sẽ là bằng, lấy giá trị tại gối bên, xin lỗi, anh nhầm rồi, đây tại gối ha. Còn tại nhịp thì sẽ là 5,157 cộng 30. Thì chúng ta sẽ có 35.157. Chúng ta quan tâm giá trị này và cái dạng nó đang căng tới trên tới dưới thôi, chứ chúng ta không cần phải vẽ nhập vô chung một biểu đồ làm gì hết á. Rồi bây giờ tới lực cắt. Lực cắt lớn nhất tại gối lúc này sẽ bằng bao nhiêu các anh chị? Bao nhiêu? Quy bằng 10.341 cộng 20 và nó sẽ bằng 314 luôn thầy. Nãy ai đọc lộn mà. 314 luôn thầy, chứ không phải 341 thầy. Ừ. Anh làm gì? Cháy gì đi. Rồi.
khi mình làm được tới đây thì bước tiếp theo của người thiết kế thì họ sẽ lấy giá trị này nè để đi thiết kế thép mô lớp trên tại gối, và lấy giá trị này nè đi thiết kế thép lớp dưới tại tại đâu? Tại nhịp. Được chưa? Rồi. Bây giờ câu A2 của mình là câu đơn giản hơn. Câu A1 là xét đến trọng lượng bản thân dầm ha. Câu A2 là không xét trọng lượng bản thân dầm. Không xét thì nó chỉ còn lại gì thôi? Bên này thôi. Được không ạ? Alo. Vậy chúng ta sẽ có cái gì? Cái giá trị lớn nhất tại nhịp bằng bao nhiêu? Ba chục thầy. Tại gối và tại nhịp nó chỉ là bằng để số 0 đi ha. 0 30 30 và lực cắt chỉ là 0 cộng 20 bằng 20. Như vậy ở bài này thì chúng ta chỉ cần làm một chỗ thôi. Như vậy hiểu rằng là thép của chúng ta cũng cùng với lượng thép mà chúng ta tính ra, là bởi vì cùng một moment về giá trị, nhưng mà một chỗ gối thì chúng ta sẽ đặt thép lớp trên, còn ở nhịp thì chúng ta phải đặt thép lớp dưới, đóng vai trò là thép chịu lực. Nếu chúng ta cắt thì chúng ta cũng phải cắt cho đúng. Rõ chưa? Alo. Rồi, đó rồi. Phần này có ai có thắc mắc không? Tôi nghĩ dễ ha. Tất cả lớp đều làm đúng. Có làm sai không? Chắc là không. Rồi. Bây giờ tôi sẽ sửa cái phần này trước. Tôi tắt cái ruler này đi. Đó. Đây. Thì trong trường hợp mà chúng ta chỉ xét không xét trọng lượng bản thân dòng thì biểu đồ moment của chúng ta nó là có ở đây, và tôi cũng đã tính lại đây rồi. Tôi ghi đây. À. Các anh chị để ý cái barem bên tay phải, đó chính là phần tôi cho điểm á. Để đi thi anh chị cân nhắc anh chị sẽ làm như thế nào. Thì ở đây anh chị sẽ thấy á, cái phần chọn và kiểm tra nó rất là quan trọng. Phần chọn và kiểm tra này tôi chỉ chấm điểm khi mà anh chị tính ra đúng thép thì tôi mới tính tới cái phần chọn và kiểm tra. Có nghĩa là anh chị tính thép ra đúng mà anh chị không chọn và kiểm tra thì anh chị sẽ mất khá là nhiều điểm. Nhưng mà nếu như anh chị tính thép ra mà sai luôn thì coi như anh đã sai hết từ đầu đến đuôi luôn. Nhớ ha. Chứ không phải là chỉ có chọn mà chọn cái gì cũng được là vẫn được điểm đâu. Rồi. À, về trình tự làm thì giống như những gì mình đã học từ bữa đến giờ, cũng chuẩn bị số liệu, cũng vậy video moment, video lực cắt. Rồi. À, tính thép tại gối, ở đây tôi chọn A. Thì nhớ một lần nữa rằng là đi thi nếu như mà đề bài không cho thì anh chị cứ chọn A bằng H trên 10 ha. Rồi moment đi tính alpha. Anh chị nhìn cái chỗ số 3 là tôi ghi chữ thép tại gối nha. Có nghĩa rằng là đi thi anh chị cũng phải phân biệt rằng là nó đang tính thép tại đâu. À, đề bài chỉ yêu cầu tính thép tại một chỗ hay là yêu cầu tính thép cho cả dầm. Nếu đề bài tính thép cho cả dầm thì mình phải biết rằng là mình sẽ sử dụng moment nào để đi tính thép nào. Rồi. À, tính thép tại gối, à, chọn A, tính alpha, chọn alpha R thì gần như 99,99% anh chị sẽ làm bài toán cốt đơn khi đi thi. Rồi. À, 70% là anh chị sẽ học, sẽ thi dầm chữ chữ nhật, 30% sẽ thi dầm chữ T, cho nên là khi đi thi vui lòng ôn thật kỹ tiết diện hình chữ nhật, đặt cốt đơn rất là dễ. Đó. À, AS thì tính AS này, tính C, tính AS, chọn và kiểm tra. Tôi chọn ở trong trường hợp này là tôi chọn 3/12. Ở cái phần này hình như lúc này tôi chưa làm tròn 3 chữ số thập phân thì phải. Anh chị chờ tôi xí nha. 14.5 nhân 250 nhân 450 nhân 0.042 chia 260 263 chấm
5096 thì là 510, và đúng rồi đó. Đó. 3,12 sẽ có diện tích là bao nhiêu nhỉ? Bấm luôn cho đúng đi. 3 nhân pi nhân 12 nhân 12 chia 4. 339.292. Cái phần này thì anh chị làm không đúng giống thầy, thầy bắt buộc cũng phải chấm, nhưng mà thầy sẽ hơi mất công nha, cho nên tôi sẽ chuẩn nó lại một tí. Mi max 3,2%, mi 339.292. Chia 250, chia 450, 0 nhân 100, 3.0, 0.302. Rồi, chiều dày khoảng hở rồi. Vào đây, anh chị lưu ý, đối với cái phần màu đỏ nè, là nếu như các anh chị chọn thép mà đúng, nha, chọn thép mà đúng, đúng ở đây có nghĩa là gì? Rằng là anh chị tính ra thép AS chọn, AS tính nè, đúng, rồi sau đó đi chọn AS chọn lớn hơn AS tính, và anh chị có vẽ hình đàng hoàng, thì tôi sẽ không có khắt khe cái chuyện anh đi kiểm ra khoảng hở cốt thép và anh đi chỉ kiểm ra A. Do như hai dòng này không có cũng được, với điều kiện cái thằng này phải vẽ cho đẹp, đúng, thì không cần hai dòng này. Cho nên tôi dòng màu đỏ này, bởi vì khi mà tôi nhìn vô cái hình anh chị vẽ được rồi á, thì tôi cũng dễ dàng, tôi sơ bộ tôi cũng biết rằng là à, nó có thỏa mãn cái yêu cầu hay không. Rồi, và đây có một cái chuyện, đáng lẽ ra là tôi sẽ làm một số 4 á, là đi thiết kế thép tại nhịp, nhưng mà vì tôi lý luận như sau: moment tại nhịp bằng moment tại gối, và tiết diện tính toán lại là hình chữ nhật, B nhân H bằng 250 nhân 500, cho nên kết quả thép dập tại nhịp chắc chắn là kết quả của thép dập tại gối. Cho nên tôi thì sao? Tôi không làm nữa. Được không? Alo, phải có câu này mới được trọn vẹn 10 điểm nha. Không có câu này nè, không có được đâu. Chứ không ai ngồi ở tự động mà suy ra được. Alo, rõ không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi. À, thầy ơi, ví dụ như em, ví dụ như em không có ghi hết cái câu đó mà em ghi moment nhịp bằng moment gối thôi được không thầy? Rồi ghi sao nữa? Thì anh có đưa ra một kết luận là thép dập tại nhịp bằng thép dập tại gối không? Nếu như không thì không được gì hết. Dạ không. Vì nhìn vô ai chẳng biết nó bằng nhau, nhưng mà cái bằng nhau nó sẽ dẫn đến câu chuyện tiếp theo là cái gì á? Anh hiểu không? Hiểu thầy hiểu. À, thì là bởi vì mình đáng lẽ là mình tôi phải trình bày lại nguyên cái đám này nè, tôi phải trình bày lại hết, nhưng mà do tôi thấy rằng là ok nó bằng nhau rồi, cho nên tôi chỉ cần cái luận này và tôi tăng điểm của những thằng này, đáng lẽ những thằng này sẽ giảm điểm một nửa lại, thế này 0,25 này, 0,25 này, 0,5, 0,5, để làm sao dồn điểm vào phần nhịp, à phần gối, à ở phần nhịp, được chưa? Nhưng mà đây là mình chỉ cần tính một lần thôi, cho nên là tính đây đúng là nó được nhiều điểm lắm. Rồi, sau đó tôi tính toán chiều cắt, tôi vẽ đúng biểu đồ lực cắt là tôi cũng có điểm ha. Đi thi thì không phải lúc nào tôi cũng bắt anh chị vẽ biểu đồ đâu, đôi khi là tôi sẽ gọi là sao ta, gọi là sao, tôi sẽ cho sẵn luôn, tôi vẽ sẵn cái biểu đồ luôn, ngồi đọc giá trị mà làm. Ví dụ đi thi mà tôi cho nguyên cái hình này anh chị biết làm không? Hả? Alo. Chị biết bạn thầy. À, vô tôi à, cho biểu đồ moment như sau, biểu đồ lực cắt như sau. Rồi thì mình sẽ bỏ qua bước nào? Bỏ tính qua. Về lại à, không cần phải vẽ gì nữa hết, được không? Rồi có kỳ á, bởi vì tôi biết cái phần này anh chị cũng không vững lắm, nên là một là tôi sẽ cho cái hình rất là dễ, giống như đã từng học luôn, hai là tôi vẽ sẵn luôn, ngồi đó mà chọn ra moment để làm thì biết chọn không vậy? Ở bài này do vô tình là 30 bằng 30, giả sử đây là số 30, đây là số 20 thì anh chị làm sao? Lấy bằng lớn rồi, chọn lớn rồi. Không, không chọn lớn, đó lại sai. Lấy 30 để đi thiết kế thép tại đâu? Tại gối. Tại gối. Rồi sau đó làm sao? Lấy 20 đi thiết kế thép tại nhịp.
anh chị không được lý luận là để cho an toàn nên là bố trí tượng thép lớn nhất, như vậy thì anh chị đang quá dư, lấy 30 với 20 là đang gấp rưỡi lận, hiểu không ạ? Được chưa? Vậy là mình tính đã hai lần rồi thầy. Đúng rồi, rõ không ạ? Dạ rõ. Nhớ cho thật rõ nha, ở bài này tôi tính một lần, lý do là gì? Là do vô tình hai cái này nó khác nhau, chứ còn nếu như mà trong trường hợp là tôi bắt phải xét đến trọng lượng bản thân thì có giống nhau không? Giống nhau không? Không. Yeah. Nhưng mà do nó trên lệch không đáng kể nên lát nữa ra nó cũng xem đó, nhưng mà anh chị phải tính ra thì anh chị mới biết được, chứ anh chị không có ngồi phán đại được. Được không ạ? Alo. Ủa gì đi thi mà làm hai lần vậy, lâu lắm thầy. À, anh chị đừng có ngồi đó lâu, lâu thì cũng làm, tôi cho thời gian và đề thi nó rất phù hợp với các anh chị, an tâm nha. Đây, đừng trả giá với tôi những điều như đó, được chưa? Vì tôi biết là nó sẽ vẽ lâu, cho nên tôi đã nói rồi là nếu như mà nó phức tạp thì tôi đã cho luôn rồi, chứ còn bây giờ nếu như mà tôi không cho nữa thì nó còn lâu cỡ nào. Còn đi thi có một cái kỳ tôi chỉ cho là à, cho giá trị moment tại nhịp bằng bao nhiêu đó luôn, thì biết làm không? Dạ biết ạ. Đó, dùng luôn giá trị moment đó làm. Cho nên là rồi ha. Ok. Và đọc kỹ đề. Đôi khi tôi cho cái hình là phức tạp, nhưng mà tôi chỉ nói là à, hãy đi tính thép tại nhịp, hoặc là đi tính, tôi cho là đi tính giá thể gối. Cho nên là các anh chị an tâm trong cái việc rằng là tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng cái thời gian mà các anh chị có thể hoàn thành trọn vẹn toàn bộ bài. Được ha. Rồi. Còn đối với lực cắt thì trong trường hợp của cái bài này thì ở đây á là tôi đang để là cái giá trị H0 bằng đúng giá trị ban đầu. Có một số sách thì anh chị sẽ thấy người ta làm rất kỹ là H0 là sau khi đã có thép một cốt dọc rồi thì H0 sẽ đi tính lại, nhưng không cần. Cứ để lấy là H0 hồi nãy đi nha, bởi vì nó không quá chênh lệch đâu các anh chị. Đầu tiên chúng ta kiểm tra ứng suất nén chính nè. Bé hơn 0.3 gamma BRB BH0. Kết luận nó không bị nén vỡ bởi ứng suất nén chính. Chúng ta kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông. Do cái lực tập trung đặt ngay chính giữa dòng cho nên là coi như nó được tính công thức của cái phần chịu cắt của bê tông á, lấy luôn là phần nhỏ nhất là 0.5 gamma BRBT BH0. Và chúng ta kiểm tra ở đây nó đang thỏa. Thỏa có nghĩa là gì? Bê tông đủ chịu cắt rồi, chúng ta chỉ cần đặt theo cấu tạo thôi. Chúng ta chỉ cần đặt theo cấu tạo thôi thì ở đây anh chị bấm lại giùm tôi cái 450 chia cho 3 nhân chia 4 nhân 3 là bao nhiêu vậy? Ba trăm ba bảy phẩy năm. Ba ba bảy phẩy năm. 450 chia 4 nhân 3 này. À. 337.5. Bị bê tông bộ đủ chịu cắt nên tôi cũng không cần phải quan tâm vùng gối vùng nhịp gì hết. Coi như nó giống nhau hết, vì bị bản thân một mình bê tông không có cốt đa cũng đủ rồi. Rồi, như vậy tôi sẽ bố trí theo cấu tạo. Cấu tạo ra tới 337.5 thì tôi sẽ chọn phi 6 A300 đai 2 nhánh là vừa đủ. Sau tôi bố trí thì cái hình bố trí tôi như thế này. Thì ở đây tôi cho cái việc tôi cắt thép, nhưng đi thi anh chị được quyền không cần cắt thép, cho thép chạy dài hết cũng được cho nó nhanh. Rõ không ạ? Alo. Dạ rõ ạ. Rồi, nhìn vô đây anh chị biết cách thép đi như thế nào không nhỉ? Ví dụ ở thép nhịp, tôi chọn là 3/12 ở thép nhịp nè. Tại khu vực giữa này nè, tôi có 2/12 và 1/12. Khi đi ra hai đầu gối thì chỉ còn là 2/12 là cây số 3 giữ lại. Cây số 4 của tôi nó làm sao? Tôi đã cắt đi tại vị trí này rồi. Hiểu cái hai hình này không? Dạ hiểu ạ. Rồi, tương tự như vậy đối với thép gối thì ngược lại là ở cái mặt cắt tại gối mà cắt 22 á thì tôi làm sao? Tôi lại có 3/12, gồm có 2 cây là cây số 1 và 1 cây tôi kêu là số 2. Khi đưa vô giữa tôi cắt đi cây số 2 là 1/12 đi. Tôi còn lại 2/12 chạy dài. Rõ chưa? Alo. Dạ rõ ạ. Còn ở đây anh chị muốn nhìn 3D thì nó như thế này này. Được chưa? Alo. Còn chiều dài neo này có cần phải tính không? Không cần tính nha, tôi chỉ minh họa thôi. Rồi, ok anh chị sửa lại giùm tôi bài này. Sửa thật kỹ. Ủa? Sao nó bị
Loạn sang ngậu cái file tôi vậy? Chờ tí nha. File tôi đâu? Chết rồi. Giữa thầy ở giữa. Tôi bị đứng máy rồi man ơi. Sao tự nhiên nó đang êm đềm đẹp đẽ mà giờ nó như vậy? Giờ này tôi có đang delete cái gì không? Wow. Cái nhìn thấy nó bị gì không giờ? Nó bị lỗi rồi thầy. Ừ, sao bị lỗi vậy? Cái này bị lỗi tôi mất công lắm. Móc ra vô lại. Cái file của thầy nó bị lỗi rồi. Giờ tôi sẽ sell ad đi. À giá chắc Word của tôi bị lỗi vậy các. Vì trên nó biến mất hết trơn rồi. Là Windows của tôi bị lỗi. Sell ad đi nha. This PC. Dự phòng hả? Rồi bây giờ tắt đi. Rồi vô lại Word. Hy vọng là nó không bị gì ha. Chắc không bị gì đâu. Mở lại cái dự phòng. Cái mà đã chỉnh sửa rồi. Tới chưa anh? Là đây rồi, may quá. Không biết nó bị gì nữa. Rồi, ok vậy đi, rồi sửa bài thật kỹ vô. À, các chị sẽ sửa nó đến 8 giờ nha, đây là ôn thi cuối kỳ luôn á chưa. À thứ tư này các chị có học không vậy? Cuối cùng là sao? Là thi từ mấy giờ đến mấy giờ? Thứ tư thi từ tiết 13 là 6 giờ thi rồi. Vậy thì chúng ta còn một tiết nữa. Thì tiết đó thì tôi vô tôi cũng ôn tập thôi. À, cho nên hôm nay chúng ta ôn tập rồi bữa đó chúng ta nghỉ đi. Hay là muốn vô học rồi thi? Dạ dạ để thi. Ta chạy về đi. À, thôi cứ đi thi ha. Dạ. Và thứ sáu anh chị có rảnh không? Dạ có thôi. À, vậy thứ sáu thì vô thứ sáu tôi cũng chỉ có một tiết ở bên kia thôi, cho nên là các anh chị vô cả hai bên luôn. À, vô cùng lúc luôn, cũng 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 6:30 vô luôn đi, rồi tôi triển khai đồ án này nọ luôn được không? Được. Nghe được. À, vậy đi rồi bây giờ sửa bài nha. Được là thứ sáu tuần này hả thầy? Ừ đúng rồi, hiểu không? Mấy giờ thầy? Thì cũng như giờ học mình này, 6:30. Dạ dạ thầy. Cập nhật mới hay là lên luôn thầy? Vẫn lên đó. À, thầy ơi, bữa đó bị thầy ơi, bữa đó bị điểm quá trình chưa thầy? À, chưa được anh, tôi còn phải chấm điểm nữa chứ. Sao vậy? Sao nôn vậy? Thầy à, em cho cái A giả thuyết 40 được không thầy? À, đối với bài này chắc chắn là không rồi. Bởi vì đề bài cho luôn rồi mà. Đề bài cho mà anh không làm theo thì là sao anh? Đề bài cho không vậy lớp trưởng? Tôi nhớ cho mà. Dạ, không thấy thầy. Không thấy thiệt á hả? Dạ, bài 2 có cho A giả thiết là... Bài 2 mới cho chứ bài 1 không có cho thầy. À, đi thi thì anh chị chọn 40 cũng được. À, nhưng mà vấn đề là ai chọn 40 là đối với tôi người đó không đi học. Bởi vì khi đi học tôi đã dặn rất kỹ rồi. Nha.
đúng không lớp trưởng, hay là anh nào hay đi học, anh Lợi đâu, khi đi học tôi có dặn cách chọn A chưa và tôi phân tích ý nghĩa của việc chọn A chưa? Có. À, tôi phân tích rất là kỹ nha, chọn A nó thật ra nó không sai lệch nhiều đúng không? Rồi, cái việc mà tại sao tôi khắc khe chuyện chọn A để cho tôi chấm cho dễ, anh chị chọn mỗi người một số thôi, anh chị bắt tôi phải đi làm từng cái đáp án thì tôi mệt lắm, mà chấm bài mà mệt thì anh chị cũng biết rồi đó. À. Dạ do lúc đó mà em bị lắc em nghe không rõ. Thôi ơi, tôi giảng cái A đó cả tiếng đồng hồ chứ không phải một buổi đó, một 5 phút đâu ông nội. Tôi phải ngồi tôi nói là vòng lập thứ nhất chọn A như vậy thì nó dẫn đến cái gì, từ tới vòng lập thứ hai chọn A nào dẫn tới cái gì, tới vòng lập thứ ba A như nào dẫn đến cái gì, với tôi kết luận. Sau đó tôi nói là vậy thì đi thi thì như thế nào, được chưa? Tại em không nghe cái câu cái kết của thầy cái chỗ đó. Rồi khi mà tôi anh không nghe câu kết đó, ok anh không nghe câu kết đó, nhưng mà ngày nào tôi cũng nhắc lại câu kết đó của tôi hết á nha. Cho nên là đi thi mà ai mà làm A khác A thì vẫn được chấm, ok bình thường lắm. Nhưng với tôi là tôi có cái mặc định là trong suy nghĩ là người đã không đi học rồi sửa bài vậy nào nha.
Tiếng bén rồi đang để mít hả?
Bị má bấm lỗ ta tôi vừa dư vậy mà. Mong về mình bảy em là cây xỉa má hơi má chế bị ra tắt sạch bị qua sạch có gì sạch cây xỉa
tẩy di sạch là cho tẩy thêm là mì thảo và hơi khăm lòi nếu tẩy thêm là trời ơi. Chim biết hạ tỷ là không hạ. Chinh chu mọi người tập thể dục sinh tập gì nào tập Thank you.
này xin nhập để ngồi thảy. Tắt luôn. Mày tặng vào phần này nhập để ngồi thảy nè. Nhập xài luôn. Cổng tu tắt. Rồi, ok, có vấn đề gì không anh? Alo. Dạ không nè, không ạ. Rồi, ok, ổn hết ha. Chúng ta đến với bài tiếp theo. Thì ở bài tài tiếp theo á là bài nào nhỉ? Quên rồi. Cái này đúng không? Rồi. Dạ đúng rồi thầy.
Ở bài này thì nhớ rằng là tôi đang cho m dài hạn và n dài hạn. Đó là lý do tại sao chúng ta phải giả sử cái hàm lượng cốt thép mà nãy cái ông nào đọc là chữ mt của bó tay thì không là tưởng tượng được. Hàm lượng cốt thép mui 2,3% ở vòng lặp thứ nhất. Rồi để một mình đi tính được cái ncr trong quá trình đó thì đi tìm is á, một phần cần có hàm lượng cốt thép. Rồi thì lưu ý rằng là đi thi thì mình có hai cái cách để đi tính NCR, nhưng mà thầy cho phép anh chị đi tính NCR bằng công thức thực nghiệm, tức là 2,5 EBIB chia cho L không bình ha. Nhưng mà bài này tôi vẫn sửa theo đúng cái dạng công thức của mình. Rồi. Đây. Thì cũng khá dễ thôi, bởi vì cái barem làm á, thì đã được được sửa rất là kỹ rồi. Tôi cũng đã gửi lại cái bài mà làm tròn ba chữ số thập phân như thế nào rồi. Thì tôi chỉ muốn nhắc anh chị một vài thứ. Ở cái chỗ chỗ nào ta? Đây. Thế là tôi thêm vô cái chỗ này, tôi đi tìm cái lambda cho nó đủ giống như tiêu chuẩn, mặc dù rằng là đối với tôi thì tôi không cần làm đó đâu, bởi vì lúc nào tôi cũng đi tìm eta hết. Mod high incline lambda ha. Lambda bằng L0 nên cho 0,288 là bằng không thứ nguyên nên làm dùng được 3.500 nên 288 h là bao nhiêu vậy các 600 phải không? Rồi bằng bao nhiêu vậy anh chị? Anh nhỏ hơn rồi, nó lớn hơn 14, chưa ra ta cần phải đi tính eta. Dù không cần đi kiểm tra cái này tôi vẫn phải đi tính eta thôi, nhưng mà tôi muốn thêm cái này đủ thôi ha. Rồi đó là cái thứ nhất tôi nhắc nhở. Cái thứ hai đó là cái gì? Đó là cái n. Vì bài toán của chúng ta là bài toán siêu tĩnh, cho nên độ đề tâm ban đầu n không bằng max của hai giá trị n một và a luôn. Rồi ncr được tính theo công thức của tiêu chuẩn bi bình, nhưng d chỉ là không bình. Ở chỗ này anh chị có thể anh chị sẽ làm với công thức 2,5 EBIB chia cho L không bình nha. Rồi eta là tâm E x1 giả thiết là tâm lớn, tôi cho nó to lại sửa cho dễ. Rồi x1 của chúng ta thì nó lại không có rơi vào trong cái khoảng từ 2 đến CRH0, nó lại lớn hơn CRH0, cho nên chúng ta khẳng định nó là cột lệch tâm bé. Thì khi nó là cột lệch tâm bé thì chúng ta sẽ phải đi tính lại x. X thì chúng ta sẽ chỉ cần đi tính theo thực nghiệm là được rồi, không cần phải tính lại giải công thức chính xác của x đâu, nó không chênh lệch đáng kể đến cái kết quả của mình.
khi tính là x sau thì chúng ta cần phải đi tính diện tích thép với x mới đó, rồi đi kiểm tra. Và sau khi kiểm tra ở bước này nè, tôi có cái hàm lượng mà tôi tính ra nó bằng 6.45%, nó lớn hơn min max bằng 4%, thì đáng lẽ ra tôi sẽ cần phải tăng cái tiết diện ở trong vòng lặp tiếp theo, nhưng ở đây tôi vẫn bố trí vì nó là trong khuôn khổ của bài kiểm tra. Đi thi anh gì cũng như vậy, tôi chọn 80.30. 80.30 này tôi thấy có nhiều anh đặt là mỗi bên 40.30 là không phải. Ở đây chúng ta đang làm là gì? AS bằng với AS phẩy, tức là thép ở trên bên miền chịu nén nhiều và thép ở bên miền chịu kéo hoặc nén ít nó bằng nhau và bằng 80.30. À, rồi sau đó tôi vẽ hình. Ở trong bài này vì cái kích thước cũ tôi lớn hơn 500 cho nên tôi đang có hai cái cấu tạo là 2.12 này. Đây là một trong những cái điều mà anh chị cần phải lưu ý. À, nó đóng vai trò là cấu tạo để giảm cái khoảng cách của các cái thép lại nhỏ hơn 500. Rồi, tôi có một cái chọn thế bước đai theo cấu tạo ở đây. Rồi, đường kính đai, bước đai. Rồi, ok. Rồi, sửa bài. Tôi chưa có cái phần kiểm tra nữa hả? À, đây tôi có kiểm tra dưới này rồi. À, lát nữa sửa kiểm tra xong anh chị quan tâm cái kiểm tra cái tính thép rồi đó. Rồi có ai có câu hỏi gì không? Alo? Dạ không ạ. À, rồi. Rồi tôi qua cái này được chưa? Alo, anh chị cứ sửa bình tĩnh đi, sửa đi, sửa kỹ nha. Đi thi đối với cột thì các anh chị sẽ có hoặc là cột đúng tâm hoặc là cột lệch tâm. Thì cột đúng tâm bữa trước tôi đã sửa một bài rồi, nó ngắn hơn rất là nhiều so với cột lệch tâm như thế này. Thì chưa biết là mình đi thi mình thi cái gì nên là cứ sửa bài cho kỹ đi. Các kỳ vừa rồi thì tôi đều cho đúng tâm á, nhưng biết đâu thì tới kỳ này vì nó dễ quá nên tôi cho là tâm chẳng hạn thì chưa biết. Thầy cho đúng tâm thầy. Thì chưa biết mà anh, từ từ chứ. Dạ, tụi em lệch tâm rồi em cũng chết luôn đấy. Ủa thầy, cho em hỏi một tí thầy. Rồi. Cái chỗ mà cái dầm mà về rộng trên 500 á thầy, bố trí cái thép để giảm cái khoảng cách giữa cái chỗ á. Bây giờ nhất thiết mình phải bố trí sách thép 12 hay là mình chỉ thép cấu tạo thì mình đặt sách thép nhỏ thôi thầy? Thì thép dọc tối thiểu ở trong cột là 12 rồi anh. Thì ấy em hỏi là ví dụ như cái mình đặt đó là 8.30 thì bản thân cái thép này rồi tôi hiểu rồi, nghe nè. Cái cột này của chúng ta tôi đã nói ngay từ đầu là cột nó không có nhiều ở trong thực tế, đây là cột lệch tâm phẳng. Chúng ta đang giải quyết bài toán là các cái thép này nó nằm ở hai phía của cái cột. Được không? Chứ cột bình thường cái cột trong thực tế thì anh bố trí làm sao? Nó rải đều theo chu vi.
rõ không? Cho nên là nó ít khi nào có cái chuyện mà có cây thép mà có đường kính nhỏ lọt vào trong này lắm. Hiểu ý không anh Hải? Dạ dạ hiểu. Cột chúng ta là cột đang nén là tâm phẳng nha. Có ai còn ở cái trang này không? Bấm nút giơ tay giúp thầy. Rồi.
trời luôn. Ôi. Hơi lâu ha. Ừ, hết chưa? Xong chưa ta? Anh Thịnh xong chưa? Còn xong rồi ông nói. Dạ xem vậy. Thầy thì chỉnh sao cho nó có mà nó bớt gạch được thầy.
Xong rồi thầy. Dạ thầy, chép xong rồi thầy, sửa xong bài rồi thầy. Ok anh, tôi đang làm luôn cái phần kia cho các anh. Rồi, Newton, mm. Rồi. Chờ tôi tí lúc này. Tôi trời nó qua một bên. Vì sao thật? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Có, sao vậy? Dạ, cùng bài có những người cho nó nghe thôi. Thì mình đang có là thỏa ha. Rồi thì đây là cái cách mà chúng ta đi kiểm tra khả năng chịu lực bằng phương pháp giải thích. Giống như tôi nói á, là mình tưởng tượng rằng có một cái biểu đồ tương tác, mình đi xác định một cái điểm B bằng với cái giá trị của cái điểm A về mặt lực dọc. Nhưng mà chúng ta ràng buộc là điểm B nó phải đang nằm ở trên biểu đồ tương tác. Để từ đó chúng ta đi tìm được cái MB sao. Và chúng ta sẽ so sánh MA sao và MB sao. Đó. Thì đây là một cách ha. Cách thứ hai là cũng cái bài này. Cũng cái bài này thì tôi đi kiểm tra bằng biểu đồ tương tác. Thì khi tôi đi kiểm tra bằng biểu đồ tương tác á, thì tôi vẽ biểu đồ tương tác ra thì dấu chấm của tôi nó cũng nằm trong. Cho nên từ đó tôi sẽ khẳng định được đó là cột của tôi á, nó đảm bảo khả năng chịu lực. Đây tôi sẽ Candidate này. Đây xuống như này tôi bỏ vô sau. Thì anh chị sửa giúp tôi cái phần bên này. Có hai cách thì anh chị muốn làm cách nào cũng được. Anh chị muốn bằng phương pháp giải thích thì nó nhanh hơn, bởi vì nó chỉ làm cho một một trường hợp. Nhưng mà nếu như mà các anh chị làm theo kiểu biểu đồ tương tác thì nó sẽ tổng quát hơn. Sau đó thì anh chị muốn kiểm tra cho cặp nào cũng được hết. Thì đi thi nếu người ta không nói cái gì thì anh chị làm cái gì cũng được. Còn anh chị yêu còn không á thì người ta sẽ yêu cầu anh chị làm một trong hai. Thì anh chị có thể lựa chọn cách mà mình cảm thấy phù hợp hơn. Tôi thấy cái quận cao giải thích thì nó dễ làm hơn á, vì các bước làm nó khá là cụ thể ở phía trên vừa trước tôi gửi rồi ha. Rồi, được chưa? Alo. Dạ rồi ạ. Rồi, và đây
là cái phần biểu đồ tương tác. Thì các anh chị cứ chụp đi. Thì cái phần kiểm tra khả năng chịu lực cổ tôi cho một điểm, tức là tôi dành cho những ai muốn lấy điểm 10, còn nếu anh chị cảm thấy nó khó quá thì thôi lấy điểm 9 thôi. Rồi. Được chưa? Mặc dù nó rất là dài nhưng mà tôi chỉ cho nó một điểm thôi vì tôi nghĩ rằng anh chị cũng không có làm trọn vẹn được hết cái phần này. Rồi, ai làm đúng toàn bộ bài dầm? Alo? Không ai hết hả? Kỳ vậy. Ai làm đúng toàn bộ bài cột trừ cái phần kiểm tra khả năng chịu lực ra? Ủa? Kỳ vậy. Sao thì? Hồi nãy tôi thấy có nhiều người làm đúng mà. Tôi coi hình Văn Điền. Anh Điền làm đúng bài nào vậy anh Điền? Ý là bài 2 làm đúng cái bài này. Hả? Còn cái bài dầm em cũng làm đúng một số các em cứ chọn A nó bằng 4, bằng 4, bằng 40 thầy, nhưng em cái kết quả em cũng chọn ra đúng 2, được 2,14. No, no, no. Cái quyền anh chọn thép cái đi thi á, nó đúng hay sai nó nằm ở chỗ anh ra được đúng kết quả của thầy hay không. Còn cái việc chọn thì chúng ta có thể vô tình nó giống nhau. Tức là sao? Tại sao gọi là vô tình giống nhau? Tức là khi anh chị lệch nó không đáng kể lắm, thì khi mà mình chọn thép á, là một cái giá trị nó có module rồi thì mình vẫn chọn lớn hơn, cho nên thành ra là mình không so sánh cái chuyện là mình chọn bao nhiêu cây thép là đúng là không phải. Mà đúng ở đây là mình chọn, mình tính ra được đúng cái giá trị AS tính hay không, rồi sau đó mình có hiểu được cái nguyên tắc là mình chọn nó và mình bố trí thép lớp trên hoặc lớp dưới hay không thì gọi là đúng. Được không ạ? Chứ còn có anh nào khác anh cũng làm đúng cái lượng thép của thầy mà anh làm là không là 3,12 mà anh làm 2,14 cũng được, hoặc làm 2,16 cũng được. Cho nên quan trọng của thầy đang hỏi là cái AS tính á, ai đã làm đúng. Còn lại một người duy nhất là Nguyễn Duy Đức. Bài dầm. Ai nữa không? Không có nữa hả? À, Trần Quốc Bảo, bài dầm anh hai này là đúng không? Tôi sẽ mở ra nha. Tôi chỉ mở hai bài này thôi ha. Đó là Trần Nguyễn Duy Đức và Trần Quốc Bảo. Tôi sẽ coi trước. Vì hai người này tôi sẽ chấm trước cả lớp. Không? Rồi sau đó tôi sẽ chấm cho những người tiếp theo. À, Nguyễn Duy Đức là người đọc bài đầu tiên. Trần Quốc Bảo hả? Trần Quốc Bảo là người đọc bài thứ tư. À, Duy Đức đây. À, bài cột trước đây, bài cột tôi đã yêu cầu làm 3 chữ số thập phân thì nó phải ra giống y như tôi. Đó là anh sẽ ra AS 5228155. Thầy coi 5228155. Rồi, ok. Có thể anh còn đúng hơn thầy đúng không? Thầy là 16. Một câu cột. Rồi bây giờ tới câu dầm. Nhưng mà cái câu cột anh chỉ mới anh không làm cái cốt đai hả? Rồi, nhưng mà anh Đức lại bị sai ở chỗ này. Thứ nhất anh kiểm tra khả năng chịu lực sai rồi, thấy không? Dạ, thấy ạ. Rồi. À, để tôi kiểm tra có mấy ông khác làm giống cái khúc này mà sai y chang Đức là biết rồi ha. Rồi bây giờ tới câu dầm. 3,12 trên và dưới 256.538, anh đang lấy A giống y chóp thầy luôn. A giống y chóp. Cái anh nào nãy anh làm đúng thì tôi chưa biết nha, bởi vì tôi chấm lại mới biết, bởi vì anh làm 40 tôi phải làm lại cái đáp án 40. Tôi bỏ trong file của tôi.
255 chấm bao nhiêu quên rồi anh, 263.51, 263.51 mà anh Đức ảnh ra là 256.538. Ồ vậy anh sai rồi, hay tôi sai? À anh này anh chọn A bằng 40 hả? Dạ cho nên nó khác thì chút xíu thôi. Mệt nhỉ. Tôi phải ngồi bấm lại. 30 16 0.039, 39 40 thôi. Vậy tôi cứ nốt ở đây đi chứ tôi không chấm bài này liền được. Vì vậy tôi qua bài Trần Quốc Bảo. Thầy ơi bài em chọn sai cái A rồi thầy. Ồ vậy hai bài anh giống nhau à? Dạ không, em chọn do chọn trong sách đó thầy. Ý tưởng lớn gặp nhau nhỉ. Tại vì mấy bài mẫu thể đa số toàn chọn 40 nên bị nhầm đến cái đó thầy. Dạ hai ông này đều không đi học hả? Hay sao? Dạ có thầy nhưng mà bị quên cái đó thầy. Nếu như mà 40 thì hai ông phải ra cùng một đáp án. Thì họ không thì một trong hai ông sẽ sai. 256.538 còn có thể là hai ông cùng chép thì chưa biết đúng không, hơi căng nhỉ, phải chấm cho rác vô thì mới biết được. À, nhưng mà có một anh thì ảnh bố trí cốt trên mặt cắt dọc, một anh thì ở y chang luôn, ngay cả thứ tự đặt hình cũng y chang nhau luôn. Ngồi ý tưởng lớn gặp nhau mà gặp nhau gì nhiều dữ vậy. Anh Bảo với anh Đức chắc vô thì nó tệ chứ không có chép thôi. Trời ơi thầy kia làm theo thứ tự sách đó thầy, trong vở thầy. Trời, nhưng mà trong vở của tôi rõ ràng là tôi đâu có làm cái bài nào cấu tạo thép đai đâu, đúng không? Dạ yeah. Tức là tôi chưa bao giờ sửa một cái bài mà chọn đai theo cấu tạo hết của bài dầm hết. Ông từ cái suy ra bê tông đủ khả năng chịu cắt, rồi suy ra bố trí theo cấu tạo, rồi 2 chấm DS200, rồi chấm phẩy ở gối DS100. Trời ơi, nó không không khác ngâu một cái gì luôn, mới ghê chứ vui vậy. Hay nhờ. Lên đây xịt lên đây nè. Vị trí mà đặt biểu đồ à, lên đây cái hình à, khác nhau khúc ở trên này rồi nè, là anh này ảnh không có đặt mặt cắt cụ thể vô trước phải không? À có thể như vậy nhưng mà anh rồi ok anh Bảo thì coi và anh Bảo coi à... Trời ơi cái câu mà tìm khả năng chịu lực của cổ của hai anh cũng y chang nhau luôn, vui vậy. Dạ không thầy, cái câu câu khả năng chịu lực em đi hỏi vậy thầy. À là đi hỏi dạ. Đúng không? Dạ à. Cái câu đó em hỏi gì làm á. Rồi cái mặt cắt anh cũng y chang ông luôn, hỏi gì hỏi nhiều vậy. Dạ không thầy, cái chỗ đó thì tính ra là mình chọn 6 cây 36 đúng rồi thầy. Rồi, thì, rồi cái này là tôi sẽ mở lên cho mọi người xem. Trời đất ơi, nếu không làm kiểu này mà đi thi mà gặp thầy nữa là chết. Đây nè nha, đây là bài của anh Duy Đức, đây là bài của anh Quốc Bảo. Tôi chưa đánh giá gì hết mà tôi thấy nó đang giống thì tôi coi thôi. Đây nè, cái hình mặt cắt này. Cũng ACT. Ừ, tại sao không đặt vô là cái gì mà phải ghi vẽ ACT? Gì mà ý tưởng lớn gặp nhau vậy? Hả? Phần kiểm tra khả năng chịu lực N, N giới hạn phi gamma BRBAB. ASI phải 6107256.
thậm chí đi ghi sang sang dòng nó cũng giống nữa, hay ha. Ngộ, tao để đó đi. Rồi, vậy là chỉ có hai anh là tôi sẽ xem xét bài ảnh sau, còn mấy anh khác tôi sẽ chấm sau ha, để coi thử. Rồi từ hai bài gốc này nó đẻ ra những bao nhiêu bài chi nhánh nữa. À, bây giờ chúng ta sẽ điểm danh. Cách điểm danh như sau. Thứ nhất, anh chị đọc cho tôi các thông tin. Cái ngày 22 tháng 12 là cái ngày tôi giao đồ án, cho nên là tôi sẽ điểm danh của ngày giao đồ án. Nên ngày hôm nay, cái cột ngày 22 tháng 12, tôi sẽ điểm danh cho những người cho những người có trong tấm hình đầu giờ của tôi. Đây, tôi sẽ đọc tên nha. À, không, tôi không đọc tên đâu. Tôi sẽ duyệt, tôi đến, anh chị đang nhìn thấy màn hình tôi chia sẻ đúng không? Tôi sẽ đưa cái dấu tại đâu thì người đó được điểm danh nha. Rồi lát này chị đọc cho tôi. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Anh chị đang thấy hình này rõ không anh Hải? 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, Rõ thầy. 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 15 nè, 16 nè, 17 nè, 18 nè, 19 nè, 20 nè, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Đó, 39 anh tôi gọi ở màu xanh đó. Thì các anh chị đọc cho tôi đó là điểm danh ngày hôm nay. Được chưa? Là ngày 22 tháng 12 là tôi đang điểm danh cho ngày 22 tháng 12 đó. Còn ngày 20 tháng 12 á, 20 tháng 12 là nộp bài giữa kỳ. Rồi, 22 tháng 12 là điểm danh chụp hình. Tôi phải ghi rõ đây cho tôi biết. Ngày 20 tháng 12. Rồi, thứ sáu giao đồ án chung với lớp LT12. Ok, thứ sáu ngày 25 đúng không? Ô thầy ở đây lời thứ ba mà. Thứ sáu ngày 24. Hả? Đây lớp LT3. Lớp LT3 thì anh sẽ giao chung với lớp LT12. Tôi ghi đúng rồi mà. Dạ. Rồi. Ngày 20/12 ngày hôm nay tôi nhắc lại. Anh chị đọc cho tôi hai cột nha. Cột thứ nhất đó là anh chị có nộp bài hay không? Là có 45 anh chị nộp bài đó. Cột thứ hai là anh chị có trong cái tấm hình của tôi hay không? Rồi, có thì là một, không có thì là không, vậy thôi. Tấn An, Tấn An ạ. Không có mặt ở đây. Văn Bảo, Một một thầy. Quốc Bảo, Một một thầy. một một tôi sẽ ghi ở đây. Chấm gốc bài giữa kỳ. À, rồi. Thái Bảo. Thái Bảo. Không có. Quang Đại. Quang Đại. Ai bảo mới nhắn tin rồi. Nó đọc, nó đọc một không rồi, một không ạ. Một không. Quang Đại. Anh chị dịch giùm bạn đi cho nó, tôi chẳng nghe được gì hết. Một một thôi. Thành Đạt. Thành Đạt. Một 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 thầy. Kim Điền. Một một thầy. Văn Điền. Dạ một một thầy. Văn Đồng. Một một thầy.
Uy Đức. Dạ một một thầy. Uy Đức là anh cũng được, anh nói đúng gì đúng không? À, tôi sẽ chấm bài góc của anh làm góc. Uy Nguyễn Dung. Một một thầy. Văn Hà. Văn Hải. Dạ một một thầy. Văn Hải. Một một thầy. Ngọc Hùng. Một một ạ. Anh Hưng. Một một thầy. Văn Hưng. Một một thầy. Phi Huy. Dạ một một thầy. Trọng Khang. Dạ một một. Anh Kiệt. Tuấn Kiệt. Dạ một một ạ. Anh Lâm. Anh Lâm. Một Lâm một thầy. Nhắn tin này. Một một hả? Hữu Lâm. Hữu Lâm. Không. Anh Lợi. Dạ một một thầy. Xuân Luân. Em không. Quỳnh Mạnh. Quỳnh Mạnh. Quỳnh Mạnh không có. Quỳnh Mạnh đâu? Đây. Quang Nam. Dạ một một. Đức Nam. Dạ một một. Hoài Nam. Một một thầy. Phương Nam. Một một thầy. Trọng Nhân. Một một thầy. Văn Phi. Văn Phi. Tôi mở ra đây. Lê Văn Phi có nộp bài. Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc không có. Thanh Sang. Dạ một một. Biết Sơn. Một một thầy. Ngọc Thạch. Một một thầy. Minh Thái. Dạ một một thầy. Công Thắng. Dạ một một thầy. Chí Thắng. Dạ một một thầy. Phú Thịnh. Dạ một một thầy. Minh Thông. Dạ một một thầy. Minh Thức. Một không. Lê Tiễn. Dạ một một thầy. Bảo Toàn. Một một thầy. Văn Trinh. Duy Trường. Một một thầy. Nhật Trường. Từ từ. Tôi coi coi. Nhật Trường có nộp bài. Văn Tú. Một một thầy. Vinh Văn. Dạ một một ạ. Chí Viễn. Một 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 thầy. Danh Vượng. Một một thầy. Và 39 này tôi nói 39 đúng không anh lớp trưởng? 39 người trong hình đó. Dạ dạ dạ. Còn 40 mấy bạn nộp bài. 45 người nộp bài mà bên đây tôi mới có điểm nhận được 44 thôi. Các anh chị có biết anh là ai? Tấn An quá hả? Để coi coi. Không có. Hữu Lâm chắc không đâu. Thế mấy bữa nay vắng không ạ? Huỳnh Mạnh. Rồi, ok, vậy đủ số lượng người nộp bài. Anh nốt lại hai bài chấm bài góc dự kỳ. Ok, hẹn gặp lại các anh vào thứ sáu nha. À, đọc trước cái nội dung giao đồ án của tôi ở trên đó ha, để mình triển khai cho nhanh. Rồi, chào các anh. Dạ, em chào thầy ạ. Dạ, chào thầy ạ.